quả lồng Simache. Làm việc đấy em ơi. Mồi không biết là hôm nay có hot không đây. Hello, mình xin chào mới tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục đi bẫy chim hút mật 5 màu anh em nhé. Đây này, mình vừa bỏ cái con chim 5 màu của mình hôm nọ mình mang đi bẫy cho vào cái quả lồng 4 cửa anh em ạ. Đây, lồng 4 cửa huyền thoại. Quả lồng thì khá là mục rồi. 4 cái cửa, nếu mà mỗi cửa dính một con chim là một lần treo là mình có thể bẫy được 4 con luôn anh em ơi. 4 con trong vòng một lần treo. Đấy, nó bá lạo thế cơ mà. Nhưng mà lấy là để vào bẫy chim khuyên. Còn đây không biết là mình mang đi bẫy chim hút mật thì nó có hiệu quả không nữa anh em ạ. Hôm nay là đi bẫy hút mật 5 màu thì mình sẽ tăng độ khó cho game một chút. Bẫy thử bằng cái quả lồng này xem là có ok không anh em ơi. Hiện tại là mình đang di chuyển đến khu vực mà mấy hôm trước mình có bẫy được mấy con ở trên này. Khu vực này thì nhiều hút mật lắm. Không nghe thấy con chim gì. Có tiếng con chim ốc mít. Tối qua ở trên mình mưa ấy. Xong rồi hôm nay nó cũng không nắng luôn. Mấy chim hút mật này thì mình để ý là phải cái hôm nào mà trời nắng. Trời càng nắng càng tốt anh em ạ. Trời mà râm râm hơi mưa phùn nữa thì thôi rồi. Tắt liện luôn. Ở đây đây. Vì một con thôi anh em ạ. Đây này, anh em thấy chưa? Từ từ từ. Để mình dựng sao bên thử anh em ơi. Có hàng rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bật tiếng nó lên. Mình đi bấy cái dòng này hầu như là ở khu vực nào mà có hàng ấy, có nghĩa có chim rừng ấy, đều 100% là về lội hết anh em ạ. Cái dòng chim này nó chiến lắm. Nó quá là máu chiến luôn. A few moments later. Thế vào rồi. Ui xôi ơi. Ghê chưa? Đây. Bám lồng 2 con luôn. Khiếp thật, cái con này của ông đen cực kỳ anh ạ. Một con như con mái sao anh ơi. À đâu, 2 con cổ đen hết mà. Đây đều bám ở bên dưới hết. Quá khét, quá khét. Có một con cổ đen đậm hơn. Nhìn đẹp cực kỳ. Con mồi thì đang tắm. Ừ, xác pháo cũng vào lánh chưa đùa. Này, chim xác pháo nó còn máu chiến hơn anh em ạ. Này, nó cứ nhảy qua cái chỗ à vanh, nó không chịu nhảy bên trên xuống. Đấy.
quá chán. Không biết là cho bông hoa vào trên lồng thì nó có ok hơn không anh ơi. Chứ cái kiểu này nó toàn ra bám vanh này. Toàn ra bám vanh ở cái vị trí này. Một trống một mái nhưng mà vừa nãy mình để ý xem cái cao của mình lại thì hai con là một trống một mái, cái con năm máu ấy. Còn cái con sắc pháo thì con đấy nó cứ vào cà khịa với cái con này thôi. Kiểu như con này nó có tắm ở trong cống nước hay là về nó kiểu muốn tắm theo. Nhưng mà toàn bám ở bên vanh này, không chịu lên trên. Khôn lắm. Nếu mà nó nhảy lên trên thì có khả năng là được 3 con rồi. Con nào cũng lao vào cửa hết rồi anh ạ. Như thế kiếm bông hoa vào, ở khu vực này không có hoa rừng, hoa chết rồi. Kiếm bông hoa bỏ vào bên trong này xong rồi đánh tiếp anh ạ. Anh em biết hoa này là hoa gì không? Đây này. Nếu mà trường hợp có gặp cái loại hoa này hoặc là cái loại lá kiểu này thì tốt nhất là đừng nên lộng vào anh em nhé. Bởi vì cây này là cây lá ngón. Ở trên mình nếu mà bạn nào mà kiểu thất tình ấy, bị người yêu bỏ ấy, là cứ tìm đến cái cây này thôi. Cây nó trở thành cái huyền thoại rồi, nhưng mà không biết là chim hút mật thì nó ăn phải cái cây này nó có hẹo không nhỉ? Ngoài cửa là mình sẽ bỏ vào một bông hoa. Ở trên này có cái con sắc pháo nó đang sách khách sách ác cực kỳ luôn anh ạ. Hình như nó đang đấu nhau ở trên này sao ấy. Đúng là ảo anh ạ. Chim này lúc gặp lúc không gặp. Vừa thấy nó ở trên ngọn cây xong chuẩn bị dựng bẫy lên gài. Cuối cùng thì gài xong thì chả thấy đâu luôn. Mình di chuyển ra cái khu vực này này. Không biết khu này có không anh ạ. Muốn thấy một pha nữa nó về nhưng mà đang cố để tìm thấy nó đây. Lúc mà mình lên thì còn gặp mấy con cơ mà. Xong rồi bây giờ trời mưa, kiểu như nó râm râm và phát là im re luôn. Game này ảo rồi. Lợi tí nữa nếu mà nắng lên thì tiếp tục còn đâu, như kiểu không nắng thì chắc là mình sẽ chuyển về thôi anh ạ. Đúng có thấy có đúng mỗi một pha. Còn đâu gài hoa vào thì lại không thấy mất chim nữa. Mưa rồi. Nắng mưa bên kia về to ác như vậy này. Bên kia coi như trắng xóa luôn. Thôi, nuôi thôi anh em nhé, rút lui thôi. Quả lồng thì mình nghĩ là bẫy thì nó cũng giống như kiểu pha vừa nãy thôi anh em ạ. Nếu mà chim nó về mà tò mò thấy cái bông hoa ở bên trong lồng của mình bỏ vào ấy thì có khả năng là sẽ nhảy. Còn đâu như kiểu về để cho nó đánh thì nó sẽ không bao giờ nó nhảy từ bên trên xuống đâu. Chắc chắn là sẽ bám bên này luôn. Trên vai như này. Đúng là không có cái tiếc nào bằng cái tiếc này. Quá nhục luôn anh ạ.
Về tới nhà ấy, con chim hút mật Đà Lạt bụng trắng của mình lại sổ mất anh ơi. Tiếc thật sự. Cho mấy con chim này ăn xong rồi mình mang cái con đấy ra cho nó tắm ấy, thế là nó lại sổ ra mất. Quýt quýt ở trên ngọn cây luôn anh ơi. Quá chán. Đây là cái con chim năm màu mà mình bẫy được về này. Mấy con này thì có 3-4 con bé ăn cám rồi anh ạ. Con này, con đấy mình mang làm mồi là một con. Xong rồi cái con mà mình bảo là cái con hỏng lên đấy. Rồi, tiếp tục là cái con này. Đây này, con này cũng đang ăn đây này. Viên cám khô rồi. Viên cám viên rồi anh ạ. Đó. Còn 2-3 con ở bên này thì có một con. Này, con mái này. Con mái này cũng biết ăn cám viên rồi. Nhưng mà cái con trống thì vẫn chưa chịu ăn. Hai con nhốt chung vào với nhau ấy. Nhưng mà lại kiểu đấy. Còn con thì bắt buộc là phải có cám bột. Có con thì vào cám hơi lâu, có con thì vào cám nhanh nhóc. Như kiểu cái con này. Con này là vào cám nhanh cực kỳ luôn. Trước là mình cho nó ở cùng với con. Con ở trong cái lồng này này. Nhưng mà mình tách ra phát là nó lại biết ăn cám khô luôn anh em ạ. Nào. Con cua gáy nhỉ. Cô có cua cái gì. Đi ra đi. Còn à đây. Qua bên này là cái con cu ngói mà hôm qua mình được tặng cái này. Đó. Hôm nay thấy nó khỏe lắm rồi anh em ạ. Hôm qua thì thấy hơi yếu yếu. Mình còn sợ là nó không biết ăn thóc ấy. Không biết nhặt củ gạo ấy. Nhưng mà sáng hôm nay ra kiểm tra thì nhảy tưng 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 luôn anh ơi. Ổn rồi. Con này thì mình có tìm hiểu về cái giọng hót của nó. Thì con này nó lại không biết gáy anh em ạ. Không biết gáy và cũng không biết hót. Nuôi chỉ làm cảnh thôi con này. Nhưng mà cũng hay. Nói chung là vẫn được anh em ạ. Gọi là siêu tầm tất cả các loại chim cu. Ở nhà mình hiện tại đang có cua gáy này. Con cua này là cua ngói là 2 này. Cua hồng, ở đâu không phải, con cua xanh ngực hồng là 3. Cua xanh dòng, cua dòng gì là 4. 4 loại. Tiếc thật. Má nó cày anh ơi. Làng cần mấy con chim kia. Ở khu vực mình nó hiếm cơ anh ơi. Cái dòng chim đấy nè. Như kiểu mình có tìm hiểu ấy. Thì cái loại đấy thì nó cũng không hay đâu. Nó hót không hay nhưng mà được cái nó rất là đẹp. Nó lạ lạ thì mình cũng vẫn nuôi. Nhưng mà nó sổ mất anh ạ. Tiếc thật. Hỏa mi mái đây anh ạ. Chưa cái con này nó xấu cực kỳ luôn. Xấu kinh khủng luôn. Sau một mùa lông, thay lông ở trong cái AV này thì bây giờ nó nhìn chả khác gì con chim rừng anh em ơi. Đẹp không tì vết luôn. Bây giờ mai con chim này mà ra cái chỗ mà mình mua ấy thì chắc là người ta không nhận ra đâu mà. À mi. Bố ơi, con này cho vào lồng hay là tiếp tục thả vào AV đây? Mang cái ấy gì ra nhốt tạm cho đi. Hả? AV bên này hay là AV của con tí nị. Cái AV to thì nó không ấy đâu, sợ là nó sổng nó thôi. Cứ cho tạm vào cái ấy trước đi, xong rồi tí nó sửa lại cái AV to kia mới thả nó vào. Thế thả đi, ấy ra đi. Cái AV to kia thì cái chân của nó kiểu con chuột nó ấy quá. Con họa mi là chuyên chạy đất, nó chả khác với con cút rừng này này. Có những cái khe hở là nó thông minh lắm. Tôi biết chui ra luôn. Thả vào trong này thỉnh thoảng nó mang trống ra kè, con này thúc trống áp ấy. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục thiết kế cái AV cho con gà nòi. Đây, đi mua lưới, lưới thì hơi thấp nhưng mà mình nghĩ là nó không nhảy được rồi anh ạ. Xong rồi vị trí mà mình sẽ làm cái chuồng là mình sẽ để ở chỗ này. Sẽ dỡ cái này ra, xong rồi bỏ cái tấm ván này vào, đây, cái sạp này. Cho con gà nó nhấc lên tầm độ khoảng 1 tầm cầu, cao lên chứ. Không thì cái này thì không dỡ đi mà mình sẽ để nó nguyên thế này, làm như kiểu cái chói vào trong con gà nó vào trong này nó nấp. Ấp mà trong này. Xong rồi chuồng thì mình sẽ di chuyển ra vị trí này. Làm cái vị trí này. Sẽ dùng cái này. Cái rào mình rào lại hết anh nhé. Nó rào mình vừa gỡ ở bên đằng sau nhà ra mình cho cái này sạp đây, sạp gỗ.
Úi xồi ôi, cái này mà cắt cơn thì đỉnh chưa, sướng chưa. Cái này mình còn không để ý lấy cái chóp chụp vào phát tổn thương em nó rồi. Một cái đây, một cái này, cái này to hơn anh em ạ. Bảo sao cứ thấy sai sai, lất nó cứ tự nhô lên. Kiếm được, kiếm được. Ôi xôi, quá ngậy. Cái này chắc là nhiều nước lắm anh ạ. Cuối cùng thì cũng lá xong. Này mình còn thả gà vào test thử luôn rồi anh em ạ. Thả con gà tía của mình vào đây này. Ăn đi. Đây là cửa mình vào trong này nhé. Đó, cửa vào này. À, ra cái chỗ chuồng thì đây, một cái chuồng tròi. Cái chỗ này là mình sẽ để cho nó vào trong này nó nằm, hoặc là làm một cái khay thóc gì đấy. Mình sẽ làm một khay thóc ở chỗ này để cho con gà nó ở đây ăn cũng như là nằm ấy nhé. Còn chuồng thì chính là cái này anh ạ. Chuồng thì hơi te tua một chút. Cái này thì mình để nhốt và để cho nó ngủ. Ở khu vực này thì nó khá là nhiều chuột đấy anh em. Nếu mà mình kè lên hoặc là cho lưới hít vào thì cũng được, nhưng mà đầu tư tiền nó hơi cao. Nên là mình đã nghĩ ra là mình sẽ cho cái AV của cái con chim họa mi này. Mình quấn cái lửa, cái bạt này kín lại, xong rồi để cho con gà nó vào trong này ngủ cũng như là làm tổ. Trường hợp khi mà nó có gà con thì con chuột nó cũng không thể vào phá được anh nhé. Không thể nào mà vào phá được. Nó ban đêm thì là mình sẽ đóng này vào, kín luôn. Gà con mới nở hoặc là các kiểu đấy mình thả vào trong này không bao giờ là con chuột nó cắn phá được. Thả ra bên ngoài chơi. Hợp lý chưa anh em ơi? Đó, ý tưởng nuôi gà nòi ghép sinh sản. Bây giờ làng chưa có mái, trống thì có rồi, mái thì cũng có mấy con gà lai, nhưng mà mình sẽ đi kiếm mấy con gà nào mà nó xịn xịn một chút anh em ạ. Cái tông dòng của nó xịn một chút về lúc cho nó kiểu như bó câu như hay không, thì làm cái chuồng ra lúc ra những cái con gà nó này gà lai ấy thì cũng hơi liều. Rồi, ok rồi anh em nhé. Mất 2 ngày mới xong luôn. Vị trí này để nuôi gà thì quá hợp lý. Chim này, chim này. Xung quanh sân của mình toàn là AV chim hết. Cái chỗ này là chỗ để mà mình treo lồng chim. Đây, kìa. Lên nữa. Lên đi. Treo lồng chim ở chỗ này, một lồng này, hai lồng này. Đó, treo thấp treo cao có tuyệt vời luôn anh ạ. Đây chưa gì con chim chà mà bong kia đã sổng ra rồi. Con cô gái nó cuốn thôi rồi. Mây len u ám, trời chắc là không tránh khỏi mưa đâu. Kiểu gì kiểu tí lại mưa.
Này, ra rừng. Ra đây. Con gà mà anh Sơn cho mình đây. Bây giờ nó giảm lắm anh ạ. Đấy. Ăn đi. Cô gái ăn thì không cô gái. Nếu mà cho phép thì chắc là cái con cô gái này của mình chắc là nó đi ngủ theo luôn anh em ạ. Mà nó chỉ quấn mỗi một mình nhá, còn đâu như kiểu người khác, bố mẹ như mình xong rồi mấy bác ở gần này cũng hay ra xem nó thì nó không cho sờ đâu con này. Buồn cười đó. Hôm nay lên rừng mình cũng có kiếm được các loại quả này này. Đây là quả gì mình cũng không biết á. Chua lắm anh em ạ, quả này này. Mang ra cho con sóc ngửi, nó ngửi thôi rồi anh em ơi này. Cả nhà 4 con sóc. Khủng khiếp thật. Trời nó hơi tối hơn, nếu mà sáng thì nhìn phê lắm. Nào, sóc sóc, nuôi vào trước thì anh bỏ quả vào cho anh. Đấy, mọi người một quả. Bác đấy. Sóc này, gia đình này thì thôi rồi, về lộ ăn uống thì nào mấy con nhen đâu, đây nhen đây, đây một quả thôi, hai thằng chúng mày này, con sóc này thì mình đã liên hệ được với một bác ở bên là Mường Bằng, mấy hôm nữa là mình sẽ đi mua thêm một con sóc nữa là cái con sóc cá anh ấy, để làm bạn cùng với con sóc lực này của mình, cái con sóc non này của mình thì nhiều bạn cũng bảo là nên tìm một bạn gọi là một con để cho nó làm quen ở chung với nó, thì chắc là mình sẽ đi mua thêm một con anh ạ. Này này sóc, tổ tổ đấy, sóc 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 sóc, ấy rơi rồi, lên 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 lên, chim anh sợ đấy, nhanh lên, không phá không phá đi đi đi, ấy chỗ kia kia. Ý, sóc 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 sóc. Ô kìa. Ý, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui, mày thế anh em ạ, chim mình không sao. Lông lá thì cũng rụng mấy lông nhưng mà không ảnh hưởng gì con chim anh em ạ. Khiếp. Thôi om sòm rồi anh em ạ. Ok thì chắc là video mình cũng phép dừng lại ở đây nhé. Nếu các bạn thấy video hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.